đi giúp cho ha, hay còn kéo bệnh nhân được nặng hay nhẹ. Rồi quay lại cái ICU để dự phòng bệnh cấp đây ạ. À, đây là chiến lược của Mỹ ha, người ta ra đời từ năm 2011 này quý vị. Tới giờ Việt Nam mình bây giờ nhiều bác sĩ còn chưa có biết cách sử dụng nữa. Acetylcholine thì thấy là cái đợt cắt nó giảm hẳn luôn, so với cái người được CBD không dùng acetylcholine còn. Thì đối với Mỹ họ khuyến cáo là 500mg một ngày, một lần một ngày và uống cắt ngày. 500mg một viên thuốc thì thường là chế 500mg uống cắt ngày, ngày uống ngày nghỉ, ngày uống ngày nghỉ 500mg. Nhưng mà chỉ thấy cái việc đó đối với bệnh nhân Việt Nam á, thì họ thường uống cái khi họ này uống ngày nghỉ họ uống, các ngày hôm sau họ uống uống. Cho nên ở Việt Nam thì cái này cô mình hay chế lại cắt 250mg ngày uống cho đỉnh nhá. 250mg chỉ phân nửa thì con cắt ngày uống. Và họ khuyên là 1 năm uống ít nhất 5 lít 6 cho một cái con 250mg mua 150mg mua cơ thân cho cá uống thử ngày uống đi 6 tháng. Còn nếu thêm mặn 3 tháng cơ luôn chị từng thấy cái con thuốc của Singapore cho dê Adilomici 3 tháng 6 năm đi mình không thích cháu, còn nước mà thích cháu cho nên mình cứ mặc dạng đi. Khi mình thấy là cái cá nó hợp lý rồi nên cũng kịp lợi thì mình mặc dạng cho nhé. Cà phê xuất tiên người ta thấy là cái con đàn này các em thì cũng thấy là giảm được cấp đó, cho nên là khi các em sử dụng những cái thuốc cấp phế quản rồi hoặc tê cô ít rồi bệnh nhân không dễ chịu lắm thì có thể cắt thêm nhé, kháng sinh nè, rồi cũng bị mắc nè, và cà phê xuất tiên cũng là những cái con đàn đó là bài CD đó. Rất mong muốn các em sau khi nghe bài này rồi thì các em có thể cho được tập giúp một vài thuốc để quản lý được bệnh nhân CD. Mình hiểu bệnh nhân CD thôi để mình cần đối diện với bệnh nhân CD nha. Mình qua cái bài thứ hai. Bài thứ hai có thêm về CD nha.